Khuya rồi sao không ngủ hả? 12 giờ 1 giờ đêm mà sao không ngủ hả? Hả? Heo? Heo? Ơ? Heo? Heo? Muộn rồi sao không ngủ hả? Heo? Ô ô ô ô ô ô ô. Heo? 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 Cả nhà ngủ hết rồi vẫn 11 có bố mẹ Hương thức à? Ơi đợi tí thôi, đợi tí đây. Hả? Một giờ đêm rồi, cả nhà ngủ hết rồi, mẹ Hương tôi vẫn còn thức đây. Ôi ơi 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 ơi. Hả? Hả? Sao? Khuya rồi sao ngủ? Heo? Heo? Uống hết 2 bình sữa rồi. Heo? Hả? Heo? Ăn nhiều đấy, sao tiền đâu mà nuôi? Hả? Heo? Cho em ăn nhiều đấy, cái mỏ đẹp thế. Mỏ con đã đấy. Mỏ đẹp thế. Heo bãi rác đấy. À, tất cả những cháu mẹ Hương quay lên đây là đều là trẻ bị bỏ rơi như các ba mẹ. Ba mẹ thương yêu con, cho các con tiền mua bỉm sữa nhé ba mẹ ơi. Ba mẹ ơi, con ăn nhiều lắm, con ăn nhiều lắm. Mấy đứa này nó ăn khỏe lắm, miệng như thế này mà. Cái miệng này nó ăn nhiều lắm. Nó ăn nhiều ra tiền đâu mà tôi nuôi hả? Heo? Heo? Suốt ngày bú tí này là chết tôi đây hả? Tay nó cào mặt này. Heo? Hả? Nói chuyện là heo? Heo? Mày ăn nhiều này sao tôi nuôi nó? Heo? Cái miệng à? Bâm 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 bâm. Ôi heo, một lúc là cái bình sữa này là chơi một lần hết. Em phải ăn tầm độ 2 bình sữa này, một lần em ăn tầm 2 bình sữa này. Heo, mày ăn nhiều thế.